Mọi người có biết đây là gì không? Chắc hẳn cũng sẽ có những anh chị nhận ra. Đây là một tổ ong khói nha mọi người. Tổ ong này rất chi là to nha. Không những vậy mà phần phấn hoa và phần nhộng cũng rất chi là dài mọi người ạ. Và đây là cái phần quan trọng nhất của tổ ong đây các bác. Đây là phần mật ong. Em có thể đo được khoảng là hơn 2 gang tay của em này các bác ạ. Bây giờ em sẽ quay từ phía trên xuống dưới cho mọi người quan sát kỹ hơn về tổ ong khói này nha. Và đây là lúc các đàn ong nó quay lại. Còn cái phần trắng trắng thì mọi người cũng đã biết đây, đây là cái phần vít nắp của tổ ong. Mình sẽ cắt một phần ở phía trên gọi là cái phần vít nắp để cho mọi người cùng quan sát rõ hơn cái phần mặt của tổ ong khói này nha. Thì lượng mặt của tổ ong này nhìn vàng vàng rất chi là đẹp. Bởi vì tổ ong khói này rất chi là to nhưng mà cũng rất chi là dễ lấy, cho nên sẽ cắt từng phần nhỏ để cho nó tiện hơn nha mọi người. Không biết quay tới đây thì có bác nào thèm như em không? Nhìn từng phần nhìn đã quá mọi người ha. Và cuối cùng thì đây là thành quả của tổ ong ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã xem cái clip nha.